Nếu tình chấp sâu nặng, lưu luyến danh văn lợi dưỡng của thế gian này, buông bỏ chấp trước tình chấp, đây đều là chướng ngại. Có những xen tạp này, công phu niệm Phật của chúng ta sẽ bị phá hoại. Chúng ta hiểu rồi thì phải thực hành. Trong cuộc sống gặp khó khăn, như vừa mới nói, tật bệnh niệm Phật cũng có thể lành. Ngoài tật bệnh ra, tất cả bệnh tật khó khăn, những điều phiền não đến không biết giải quyết như thế nào, rất đơn giản, tạm thời buông bỏ tất cả, chân thành niệm Phật 10 phút, niệm 20 phút thì trí tuệ sanh khởi, biết được phương pháp giải quyết vấn đề. Cho nên tuyệt diệu, tuyệt vời, nói không cùng tận. Người học giảng kinh khi chuẩn bị bài gặp khó khăn, đoạn kinh văn này không biết giảng như thế nào, không cần nghĩ tới đó, càng nghĩ càng phiền phức, nghĩ không ra, chi bằng buông bỏ đi lạy Phật. Lạy khoảng 10 phút, 20 phút, đột nhiên linh cảm đến, vấn đề được giải quyết. Kinh nghiệm này chúng tôi có rất nhiều. Không lạy Phật, niệm Phật cũng được. Niệm khoảng 15 đến 20 phút. Đây là gì? Vì tâm họ định, định sanh trí tuệ, tuệ có thể giải quyết vấn đề. Phương pháp này ứng dụng rất rộng rãi, có thể vận dụng mọi lúc mọi nơi. Phương pháp này hay, phương pháp này đơn giản, nhưng rất ít người tin, rất ít người áp dụng. Bao nhiêu năm nay chúng tôi đã dưỡng thành thói quen, ngày ngày đọc sách. Khi đọc sách gặp khó khăn, khi đọc không hiểu phải làm sao? Nghỉ ngơi, niệm Phật, đi nhiễu mấy dòng, khi quay lại xem đã hiểu, vấn đề được giải quyết. Điều này chúng tôi rất thường gặp, không phải một lần, hai lần, rất nhiều lần. Có cảm ứng. Bất thoái rất quan trọng.